你就玩的开心啊。准备出发，准备出发哟！妈妈去买吃的，我小忙着到大爷去啊，大爷去玩了买吃的啊，去玩了开心啊，去。谢谢你。拜拜。妈妈不见了，本来是当饼干吃的，开肉。说，给。cho con tiền thôi con đi mua gì bye 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 bà nội đi rồi trời đó hồi nãy giờ thì hai mẹ con của Di đi lên trên tới Đại Giả rồi đi mua cho xòi cho về mới để thứ hai đi học Di mua đồ ăn cho bé xòi nè cô chú mua xong rồi bây giờ Di đi qua siêu thị bên kia để mua đồ về gói Hoành Thánh nữa hôm nay đi trời mưa thích không rồi đây để cầm cho con đi nắm tay mẹ nè bữa nay cũng thứ sáu rồi nhanh thiệt luôn rồi chú thêm hai ngày nữa là bé Sòi đi học rồi lần này là đi học thiệt rồi chứ không có nghỉ nữa tới vô học này thì mua cho Sòi đôi giày thôi ông bà tới chưa thôi mua đồ xong rồi con đi về đây tôi mới nói là Sòi biểu tôi muốn biểu cho Sòi biểu mua được đôi giày về khoe bà nội. Ôi, cái con dùng nó, chứ mà đẹp nè, hả đây nè, cái xe tự chân là hậu khăn à. Chủ hoang phần sơ, lấy chữ sư là vô dào, chủ hoang phần sơ. Nó chỉ có dễ dễ, ta có xả đồ chứ. Ừ. Thế mà cái gì cái bồ tàu à? Nhìn thấy nó chứ, ngủ ấy chứ. Sợi nó để đi mang thử. Mua về muốn mang liền. Mang thử thôi nha. Mang thử rồi bỏ vô hộp để vài bữa nữa đi học không mang. Bây giờ trời mưa mang dơ hết. Thích lắm mà. Đẹp quá luôn. Sợi ngoan nha, ngoan cái mẹ đau lông thử như thế này sợi kia. Chị hoa phình sợ thích màu hồng mà gì cũng hồng hết chứ hồi nãy Di mua da Hoành Thánh đó cô chú hết bao nhiêu đây á là hơn 2,7 kg mà có 16 tệ mấy là có khoảng 50 ngàn thôi hơn 50 ngàn một chút xíu thôi rất là nhiều nhiều đây gói ra là mấy trăm cái luôn á nhiều lắm hồi nãy trong siêu thị còn nhiêu đây Di lấy hết gói gì mấy chục cái vậy ở trong đây thì nãy thịt Di xay rồi rồi có nấm mèo cà rốt hành muối xì dầu hạt nêm nồi bỏ vô thêm ít bột năng chứ mà hình dưới đi sư ý thủ à ý bò ra cho sư có hỏi nhìn lào sâu đi à lào sâu đi hải đi cho đi xả đồ làm nhân gì bà nội cũng cho cái hắc xì dầu nước màu đen đen như vậy cho nó có màu đen không thôi nó hơi tái tái bà nội chảy ra đây hồi gói xong mới để lên đây Yeah.
小子好不好？你这个太泼了，你搞得个人吗？三十四。妈妈，你还认识你，我数不了了。我一来，我到来，数不了的啦。那有没得用到那里去？十二斤吧，拿回来的。就是三十二，那么拿来一九斤嘛。我的中，来叫我奶讲，奶奶还没洗手，我奶叫我耳带，你好，我奶耳带呢。也是不能买几两个，知道？奶奶，奶奶把我奶耳带的来讲，奶叫你捡嘛。哎，爸爸，那giờ này爸爸chuẩn bị cho gà ăn bắp. Đó, mà nó đi kiếm bà nãy giờ đó.Chưa làm xong nữa mà nó đi kiếm rồi. Gói nãy giờ rồi được nhiêu đó cô chú? Thì gói thêm ít nữa cái đem xuống bếp nấu. Nấu rồi còn nhiêu tối gói tiếp. Chị nói với bà bác với chị khỏi nấu cơm hồi ăn luôn. Mì là vô lỗ nhẹ nè, dư chén nhé, sẽ chạy đó.他问的是肥肉，哎，往年是那一点也不冷的，今年冷死的，冷死了。今年五点不要打地了吧？啊，五点不要跑这个城隍湖，哎，跑的，那个棚子都跑的，嗯。你看这个细小几个工厂都是快的，快的吧？tiết cơ nhiều quá vậy đó, cái đường ra chợ có mấy cái nhà máy đó, sập luôn cô chú, nó nặng quá. Xoài nó xàm tới rồi đó, được rồi cái xàm. Hồi nãy giờ ông nội ngồi hơi lửa trên kia rồi chú bắt cái bếp, có bắt nước nóng lên nè, sôi lên này, giờ sẵn đổ vô đây luôn để nấu cho nó nhanh.这是哪里烧干的？这个用这个烘一下就开了。爹，把火全到哪里去啊？把火全到哪里去烧？Dì đem xuống bếp này là một mẹt này rồi. Ở chẳng còn một mẹt nữa. Hơn dễ sợ làm cái gì cũng có người làm tiếp. Hôm nay hai mẹ con của dì gói vậy? Chắc là tới tối chưa xong. Nước coi. Nước sôi vậy mà đổ vô đây nó còn chưa sôi hung nữa. Đợi chút xíu nữa bỏ vô nấu. Ở bên đây ăn hoành thánh không có bỏ rau củ nhiều giống như bên mìnhmà hay cho cái lông biển khô với tép khô này nè cô chú, rồi cho hành này vô, có người cho thêm xì dầu và dầu ớt vô nó ăn cho nó ngon. Sư à, đi xá tôi cho số nè. Học phái không? Sao vừa chữ à?À, kêu mỡ heo để kế bên lần hồi bỏ vô đó cô chú. Nấu cái bỏ mỡ heo vô nữa ăn ngon. Khởi gì là hồi lúc mới qua cô chú Di ăn gì Di cũng thấy xạo gì mà mấy món rau nhiều giống như là nấu canh mỡ vậy. Chứ qua đây giết ăn quen luôn
脂肪嫩呐，给你，煮饭吃的脂肪嫩也有的。你舅娘她有在家吗？她的啊，她在那，那早上下粉下面筋。她说了没？没，没没说。她好像是哪里呀、啊？我来找她好几次了。来了，她、哦。我铲了，打通一下。Hãy để bà bác đi đâu mà xòi lại kiếm bà bác hai ba lần không có gặp bà đi đánh bài. Bà nội về kìa, nãy con đi kiếm bà nội mấy lần không gặp. Con nó chơi rồi, chơi nãy hôm rồi chơi một chiếc bò hả? Bữa tao chơi nãy mày chơi chiều rồi đi. À, chín ngang của chín rồi nè, chơi cái gì? Chơi mày bao quần lên. Lập bao quần lên nè, có quần này không? Bao quần. Lập bao quần này, chơi lập bao mà có quần lên nè. Tôi yêu tôi tôi yêu tôi tôi yêu tôi yêu tôi yêu. Nói nãy nó đi lại nó bà nội lại gói Hoành Thánh rồi không thấy. À, cha dụ à, cho cái dụ cha đi học chứ. Cho xong đi, cha dụ cho xong. Để nó hồi khi nó nóng nó tan không đi rồi. Ờ, thôi chào. À, xong à. Xong rồi, mọi người một chén. Chiều nay ăn này khỏi ăn cơm luôn. Cái màu đục đục là do bà nội có niêm nhờ đó là xì dầu đó cô chú. Nên là cái màu nó hơi đen. Ở đây nhà Di cũng vậy luôn. Ăn Hoành Thánh, không ăn cơm. Còn cái tô bự này á, hồi Di múc qua cho hai cha con của anh thầy giáo. Hồi chị dâu qua đây ăn đi. Anh thầy giáo thì cái chân bị phỏng rồi, nên anh không có đi được nữa. Cái con trai của ảnh bây giờ về nuôi ảnh đó, hồi đem qua cho hai cha con. Rồi lá xịa. Xong rồi, bây giờ chỉ đem qua cho anh thầy giáo thôi. Ô tô. Ừ, bác ở nhà này. Sao sư? Chai nà. Lái sư bà. Ê, chú Phan à. Ờ, đi xin nà bên sư à. Cơ này sư à. Đi đem xoài. Đó, chị dâu nấu nước đó cô chú. Ở bên đây nấu nước gì tắm á. Cái bữa đó chị nấu nước đổ ra cho anh. Cái chị chưa đổ nước lạnh vô nữa. Cái anh không biết, cái anh đưa chân vô. Anh bị phỏng luôn. Anh ngủ rồi. Bác ngủ rồi, nó về nhỏ nhỏ thôi. Đi về, thôi bác thức bác ăn. Đi đi về đi về. Bị phỏng hết bên chân giờ đâu đi được đâu cô chú. Bà hổm đi bệnh viện mấy ngày luôn á. Ê. Ông nội kêu đi về đi, ông đi lại lại phải nắm tay cho bằng được. Con bé chờ có gì cũng hay cho anh xoài ăn lắm á cô chú. Dạ, sư. Thăng hào sư đi.
这个男的，你这个你瞅他长两毛嘛眼哥。干啥呀？他是找你们好几次，还不知道爷爷奶奶是哪里的，找不到。说你给没人了。你看看，好像我们八年嘛，没六年嘛，你。嗯。是他这个人的。这里大家今天到我家吃馄饨呐、啊，今天学员都是馄饨，大家吃啊，好吃不啦？馄饨，这是馄饨，蛮好吃的，真好吃。一起叫啊，好吃，真好吃，好吃。馄饨好吃啊。嗯。哎呀，好吃啊。哎呀，风景啊。那样的没白开。不叫来，那买了好吃的。啊。好吃吗？好吃，好吃，感觉好吃。太好吃，这一个块，感觉不值。你错了，这位呢？五块。你不要，不要五块的，你早饭噻，那吃的早饭。他说我们家准备吃馄饨。是啊，不会丢啊，是不是？是不是会丢啊？会吧？冷的设计的好了。嗯。你们阿弟做的我这叫便宜的，你把这东西，你这个很乖很乖，好听我。宝宝，叫我来。修完了修啊。嗯。这也有好多。我要要要，能吃的呀，这吃了有啊，不能吃多了。不能吃多了。你那搞的光脚，那不是人的啦。我不知道有没有人在。我那我也不知道。我以前就没有。但以后呢，有机会就，要让你们不养狗，少养狗，少养狗，少养狗。他晓得，谁说的？好呀，好呀。来，好走了。谢谢兄弟。当老大权威，不带，会不会都乖乖？肯定干这个会。Dẫu mà bác ở bên trời kia có nuôi con chó ăn xong là kiếm đi một cho nó ăn. Tính dư nhiều mà hồi người qua lại ăn cũng hết cần rồi. Một tô đó thôi. Anh vậy mới đi khỏe khắp sớm. Mang vô đi đó làm kiểu nữa, mang lẹ vô đi lạnh chân tối ngày đều mang vô xong đi tao lỡ gì không. Nhà nào có nước nóng gì nữa cô chú, cái hồi đi về di sách hai bình thủy hỏi cho nó công nấu nước xài. Hết tháng này là bữa nay là đầu tháng rồi chứ, chưa giữa tháng này là trời bắt đầu mười mấy độ là ấm lên là đỡ lạnh rồi đó, còn lạnh chờ thêm một tuần nữa thôi. Ở đây hầu như nhà dưới quê nhà nào cũng nấu nước đổ vô bình thủy gì xài này. Nhà thì cũng có gắn máy nước nóng nước lạnh nhưng mà bây giờ có nước này nè, vì đây cái này về xài luôn khỏi cần bật cái kia. Cảm ơn ông bà tới chú nhiều xem video của mẹ đâu nha. Chị rất nhiều thức ông bà tới chú nha. Học bài. Không phải con chú đâu có học bài nữa. Con không biết học bài. Chú gì kỳ vậy?
phải mà. Chúc ông bà ta chú ngủ nhau nha. Rồi, nó tay xăm giờ rửa không ra luôn kìa. Tại sao xăm lên tay mà không xăm lên mặt? Xăm lên mặt con có chịu, mẹ ta sợ mẹ. Tại sao xăm lên tay không sợ mẹ? Xăm lên tay mẹ đi rồi tao chưa phải sợ trốn mẹ. Ê, xăm lên tay mẹ đi rồi nó giấu gì? Mà mốt xăm là không ra luôn. Ừ, giờ bữa nó đi học xăm là cô giáo la nó mốt không có xăm nữa nghe chưa. Dẹp xe đi, đi về nhanh lên.